Các bạn, hôm nay thì thực sự là ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, thì thường thì người ta nghỉ ngơi. Nhưng mình thì không giống như mọi người, hôm nào cũng thế, mình cũng sẽ lên chém gió cùng anh em. Hôm nay thì thực sự loanh quanh cả ngày đang cạn ý tưởng, thì có một bạn hỏi như này: anh cho em hỏi là MacBook năm 2018 thì đã có chưa, và thiết kế cũng như cấu hình của nó như thế nào, thì anh có thể giới thiệu cho em được không? Thì mình nói thực sự với các bạn là mình đã biết trước như vậy thì chắc là mình giàu quá rồi, không phải ngồi đây. Nhưng hôm nay mình sẽ làm một cái video tiên đoán về cái hệ chuẩn của MacBook năm 2018. Và đây chỉ là cái tiên đoán thôi các bạn nhá. Và nó chắc chắn để biết là có thật hay không, thì dự đoán là tháng 8 hoặc tháng 9 này Apple sẽ ra mắt phiên bản mới, thì chúng ta sẽ biết hơn. Video của mình đây sẽ tiên đoán từ thiết kế này, từ màn hình này, CPU này, RAM này, cả màn hình. Và bây giờ mình sẽ tiên đoán từng chi tiết một mời anh em đón xem. Đầu tiên thì mình sẽ tiên đoán về cái công nghệ màn hình. Như các bạn biết thì Apple sử dụng cái công nghệ màn hình Retina, và nó sẽ cái viền kẻ mẫu mới năm 2017 thì nó sẽ như thế này. Còn bên cạnh của mình đây, đó là những cái mẫu máy tiêu biểu của năm 2016, 17, 18. Đó là công nghệ màn hình tràn viền. Như các bạn biết thì trên chiếc iPhone X đầu tiên nó có khái niệm là màn hình tai thỏ thì nó cũng tràn viền. Theo như mình dự đoán thì phiên bản MacBook Pro hay là phiên bản MacBook gì vậy của những năm 2018 thì có thể nó sẽ khác hơn và nó sẽ không giống như này. Và mình nghĩ cũng có thể là màn hình MacBook cũng có khái niệm tai thỏ, nhưng đây cũng chỉ là tiên đoán thôi. Còn theo như mình thì một cái viền màn hình của Mac như này cũng đã là mỏng, nhưng xu thế mới thì cái viền màn này vẫn là hơi dày. Các bạn có thể thấy này, viền của nó đây này. Đấy. Còn nếu mà nó làm tràn viền thì thứ nhất nó sẽ giảm kích thước của cái máy xuống. Có thể là chúng ta nhìn cái màn hình 15,6 inch nhưng thực tế khi chúng ta gập xuống thì nó sẽ nhỏ như 14 inch. Nói chung xu thế của tương lai thì cái gì cũng nó sẽ ngắn gọn hơn và nó mỏng nhẹ hơn. Còn độ phân giải của màn thì anh em đều biết hiện nay kể ở trên phiên bản MacBook mới nhất thì cũng vẫn là độ phân giải màn hình 3K, vẫn đang chậm hơn so với các hãng khác. Đây anh em có thể thấy này, phiên bản tiên tiến của nó thì đây là phiên bản năm 2017 mình đang giới thiệu, thì độ phân giải của nó là 2880 x 1800. Còn hiện nay những chiếc laptop thông thường thì đã có phần độ phân giải 4K mình có từ rất lâu rồi, đó là 3840 x 2160. Như bạn sẽ nói luôn là chắc chắn Apple sẽ không chạy đua theo công nghệ, nhưng mình nói thực sự phải nói là những cái máy đời mới độ phân giải 4K hay 5K nó rất là đẹp. Apple thì đã tiên phong công nghệ 5K trên chiếc iMac từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ mình nghĩ laptop nó sẽ đưa vào công nghệ 4K năm 2018 và cũng có thể là 5K. Nếu không hiểu tại sao một cái màn hình 15,6 inch theo các bạn nghĩ nó độ phân giải 5K thì nhìn nó sẽ như thế nào thì các bạn nhờ. Màn hình nó thực sự là 4K nó đã sắc nét lắm rồi. Còn thứ hai nữa là mình chuẩn đoán về công nghệ chip. Hiện nay thì Apple luôn đi chậm theo như cái mình suy nghĩ thì CPU của Apple thường đi chậm hơn các hãng khác một năm. Để làm gì? Bởi sao họ luôn chọn cái phương án an toàn và ổn định. Hiện nay cái phiên bản mới nhất của Apple thì mới dùng vi xử lý Core i thế hệ thứ 7. Đấy, còn hiện nay mới nhất thì đã có Core i9 và chip thế hệ thứ 8. Theo như mình nghĩ thì Apple có lẽ là năm nay sẽ chọn lên vi xử lý mạnh mẽ thì sẽ dùng Core i9 và cũng có thể là dùng Core Felix thế hệ thứ 8 cho các phiên bản bình thường, cao cấp là Core i9. Còn một điều nữa là anh em có thể thấy là RAM. Hiện nay kể cả những phiên bản mới nhất và mạnh nhất của Apple, nếu mà là MacBook thì hiện nay vẫn chỉ có 16GB. Nếu mà các bạn phản pháo luôn 16GB có lẽ là đủ dùng, nhưng đối với những dân chuyên nghiệp thì 16GB bây giờ không phải là quá nhiều. Những chiếc laptop bình thường bây giờ nó có khả năng nhận lên đến 32GB, còn có cao cấp nhất lên đến 64GB RAM, trong khi đó Apple vẫn chỉ dừng lại là 16GB như này. Còn thứ hai là công nghệ ổ cứng. Trên các phiên bản bình thường thì các bạn biết là Apple đã trang bị cao nhất là 2TB trong phiên bản cao cấp nhất. 2TB thì cũng rất là khủng, nhưng mình nghĩ cái dung lượng ổ cứng 2TB thì mình nghĩ như này cũng đã là cao rồi. Nhưng mà càng ngày nó sẽ trang bị càng mạnh mẽ hơn. Còn đó là riêng về ổ cứng này, màn hình rồi lại RAM. Còn thứ nữa là mình nhắc đến cái cặp màn hình. Đây mình sẽ cho anh em xem. Cặp màn hình thì anh em đều biết là Apple từ ngày xưa đến giờ thì họ không quá chạy đua với cái này. Cấu hình luôn ở mức khiêm tốn hoặc bình thường. Mình nói đúng ra hình này một cái máy Apple cao cấp nhất cặp của nó chỉ là 4GB và họ dừng lại ở đang sử dụng anh em có thể thấy là AMD này. Thật khó tin, một chiếc máy 50 triệu bây giờ nếu phiên bản mới đập hộp như này 50 triệu mà chỉ sử dụng cái bộ nhớ cặp màn hình có 2GB. 2GB thì với mình mà nói thực sự vẫn là quá ít. Đối với dân chuyên nghiệp là chúng ta dùng để render hay dùng để đồ họa chúng ta chơi game thì cạc 2GB hiện bây giờ mình nói thẳng ra là khó đáp ứng đủ. Còn cái cao cấp hơn của hãng thì cũng chỉ là 4GB thôi anh em ạ. Trước đó thì Apple đã sử dụng cái cạc LVDA bình thường. Ví dụ như các dòng cũ thì các bạn có thể thấy là GT750 trên một số dòng, chẳng hạn như là xưa kia đó là ME294 và một số phiên bản thì sử dụng cái cạc GT. Còn mình nghĩ trong tương lai, ví dụ năm 2018 này, có lẽ Apple sẽ có những cái phiên bản cạc màn hình mạnh mẽ hơn.
hoặc cũng có thể sẽ tùy biến có phiên bản sử dụng card cơ tích để hỗ trợ chúng ta chơi game. Bởi vì anh em đều biết hiện nay cạc màn hình ở trên Apple thì thường chúng ta không bao giờ dùng máy Mac để chơi game nhiều. Nhưng mà đối với các bạn làm giải trí hay là nói chung anh em thì vẫn có những cái gì đấy không bao giờ là đủ. Các bạn vừa muốn một chiếc MacBook có thể làm đồ họa chuyên nghiệp mà vừa muốn chơi game được. Còn với một cái cạc màn hình như này, với mình bây giờ thì nó thực sự là yếu. Nó chỉ đảm bảo cho business thôi. Còn nếu thực sự mà anh em dùng để render phim hoặc có thể dùng dựng 3D thì với chiếc cạc 2GB này với mình cảm giác như nó vẫn còn quá đuối, không thể đủ được. Còn cái nữa mình muốn nhắc đến anh em đó là cái công nghệ bàn phím. Thì anh em có thể thấy cái bàn phím của Apple này. Một số anh em thì bảo là cái bàn phím chìm này gõ không sướng, và một số anh em thì thích cái thiết kế bàn phím cũ. Nhưng với mình thì những cái thiết kế mới thì bao giờ cũng hơn. Nhưng nếu thực sự với cảm giác này, đối với các bạn mà nghiền chơi game hay làm đồ họa, mình chỉ nói là cảm giác thôi nhá, thì chúng ta bấm như này có vẻ như phím nó hơi chìm này, gây cảm giác hơi khó bấm. Và Apple thì từ ngày xưa giờ rất nhiều bạn hỏi tại sao Apple lại không làm thêm một cái bàn phím phụ, bởi vì không có bàn phím số cũ ở bên trên so với những các phiên bản máy tính bình thường. Và mình có thể tuyên đoán là một số anh em sẽ bảo là phím của Apple của những năm 2018 chắc chắn nó sẽ có phím LED, LED màu, nó còn gọi là RGB. Thì theo như mình thì thực sự thì nếu mà nhìn giống LED RGB giống trên các phiên bản laptop Razer thì mình nghĩ cũng gọi là đẹp mắt. Còn nếu mà có theo cái tùy biến mới phím RGB thì chắc chắn là nó sẽ có một cái khuynh hướng mới và chúng ta sẽ có cái gì đó nó sẽ cảm giác hơn. Còn Touchpad theo như mình thì phiên bản năm 2018 thì chắc chắn Apple vẫn giữ nguyên phiên bản Touchpad như này. Còn nếu mà có trang bị thì chỉ trang bị thêm cái cảm biến hoặc hay này có những cái gì đấy, nó trang bị thêm tính năng mới thôi. Còn một Touchpad như này với mình nó là quá đủ rồi. C thì nó thực sự với các bạn dùng chuột bây giờ, nếu chuột trên máy tính nhá, thì không có cái công nghệ bản Touchpad nào mà dùng để nhạy và dùng để sướng như một cái phiên bản trên Touchpad MacBook Pro như này. Có một điều là các bạn để ý, hiện nay trên các phiên bản MacBook thì Apple vẫn sử dụng các bạn có thể LDPDDR3 chứ không phải LDPDDR4. Mình hy vọng năm 2018 thì nó sẽ cải thiện lên tốc độ boot, chẳng hạn hiện nay phổ biến đó là boot 2666 trên một số dòng máy tính cao cấp, còn bèo bọt thì cũng phải là 2400. Nhưng anh em có thể thấy đây là DDR3 chứ không phải DDR4. Mình mong phiên bản năm 2018 thì Apple sẽ cải thiện thêm được bộ nhớ RAM, chẳng hạn như có thể tùy biến như là 32GB RAM mà chỉ lên chuẩn RAM DDR4, chẳng hạn boot 2666 cũng là rất là phê rồi. Có một cái điều nữa đó là cái độ phân giải LED của webcam. Như các bạn biết thì trên MacBook thì cái webcam của nó cũng khá là LED. Nhưng hiện nay thì cái gì cũng selfie và cái gì chúng ta cũng gọi điện video, chẳng hạn có thể dùng FaceTime trên chiếc MacBook rất là LED. Thì mình hy vọng độ phân giải của camera nó sẽ cải thiện đáng kể của phiên bản năm 2018. Bởi vì sao? Bây giờ một tốc độ đường truyền 4G hoặc có thể wifi chúng ta rất là mạnh thì có truyền tải những đoạn video độ LED rất cao. Còn mình nói vui thôi, kể cả video bây giờ thì mình đã nâng cấp đến 4K cho anh em rồi, cái gì cũng xem rất là LED. Thì mình hy vọng kể trên MacBook nó sẽ cải thiện cái camera và có thể tính năng nôm na là cũng sẽ mở máy như chẳng hạn iPhone X chẳng hạn, đó là mở máy bằng camera. Thực ra trên laptop thì mình thấy một số mẫu đã có rồi, những Apple thì mình hy vọng phiên bản năm 2018 sẽ có tính năng Face ID, có nghĩa là mở máy bằng khuôn mặt của chúng ta. Và cái cuối cùng mình muốn nhắc đến đó là cái cổng kết nối trên các phiên bản MacBook. Thì nói thực sự với các bạn thì cổng Thunderbolt này thì nó đã quá nổi tiếng với Apple bởi vì họ là người đi tiên phong. Cổng Thunderbolt đã giải quyết rất nhiều thứ từ cái các loại kết nối từ âm thanh đến hình ảnh. Nhưng mà có một điều thì nó sẽ không tương thích với các thế hệ cũ của các bạn. Nhiều khi các bạn cũng phản hồi là nhiều khi tôi muốn cắm một con USB này, hoặc là muốn cắm thêm cái thiết bị ABC gì đấy kết nối từ bên ngoài. Và cái cổng này các bạn chắc chắn phải cắm thêm một cổng chuyển đổi bên ngoài, rất là phức tạp và rất nhì nhằng và anh em sẽ không thích. Các bạn có mong muốn là Apple phiên bản năm 2018 lại được trang bị những cái cổng cũ, chẳng hạn như USB, HDMI hay một vài cổng phone hoặc một vài cái cổng gì đó nó khác và giống y hệt trên các phiên bản như này. Anh em có thể thấy là phiên bản Dell XPS của mình này, HDMI có này, Thunderbolt có này, USB có này. Anh em có mong muốn như này không? Nhưng nói thực sự thì Apple họ luôn bảo thủ cái công nghệ của họ. Mình nghĩ phiên bản năm 2018 thì khó có gì chuyển đổi ngoài những cổng Thunderbolt như này. Nói qua về cái sự thiết kế và mong muốn của phiên bản MacBook Pro năm 2018, các bạn biết là các mẫu MacBook Pro 13 inch thì nó sẽ có những cái nhược điểm, chẳng hạn là trang bị vi xử lý CPU, chẳng hạn như là thường là chip U. Còn mình nghĩ các phiên bản năm 2018 nếu mà được trang bị chẳng hạn như là Core i9 chẳng hạn, hoặc là có thể là ít nhất cũng Core i7, nhưng mà không phải là chip U, thì nó sẽ hỗ trợ các chúng đồ họa cũng như mọi thứ, nó sẽ giải quyết mọi cái tác vụ. Còn mình nghĩ một phiên bản 13 inch thì nó cũng không cần phải quá cấu hình mạnh, nhưng mà nếu mà có mạnh thì nó bao giờ nó cũng sẽ hơn, chúng ta sẽ làm được nhiều thứ hơn. Có một cái điều nữa anh em thấy là từ năm 2012 có phiên bản MacBook Pro Retina khái niệm, và MacBook này thì anh em đều biết là không được trang bị cảm hình rời. Mình suy nghĩ nếu mà các phiên bản này có tích hợp thêm cảm hình rời nữa thì thực sự nó thực sự là rất là ngon. Có một cái nữa đó là cái thời lượng pin.
Nói thực sự với các bạn, Apple quảng cáo phiên bản MacBook mới thời lượng pin 10 đến 11 tiếng. Nhưng thực sự mình đã test thử, nếu mà chúng ta dùng các phiên bản 13 inch như này, pin nó chỉ được 4 đến 5 giờ. Chúng ta chạy ở những cái màn hình chẳng hạn như hiệu năng sáng đến 60%, có thể xem phim, nghe nhạc và thêm một vài tác vụ khác, nó chỉ trụ được khoảng 4 hoặc hơn 4 tiếng một chút. Nó sẽ không như quảng cáo. Còn với mình, thực sự cái phiên bản MacBook 13 inch cũng như là 15 inch phiên bản mới không hề cải thiện thời lượng pin mà còn không bằng những phiên bản cũ. Còn pin kể ở trên dòng 15 cũng không thể quá cái thời gian dùng 6 đến 7 giờ anh em ạ. Có lẽ phiên bản mới thì Apple chắc chắn phải cải thiện thêm thời lượng pin thì mới có thể cạnh tranh với những cái mẫu máy business mới. Còn nếu mà các mẫu máy mới anh em đều biết chẳng hạn như là LG Gram chẳng hạn, pin nó được có khi 9 đến 15 tiếng, hoặc một những cái mẫu của ThinkPad như là X1 Carbon, Gen 4, Gen 5, pin các bạn đều biết nó được hơn chục giờ thì nó vẫn đánh bại hơn so với chiếc MacBook Pro như này. Với mình có lẽ là cái thiết kế MacBook Air có nghĩa là cái thiết kế mình đáng thất vọng nhất từ những năm 2018 như này. Như các bạn biết thì thiết kế của MacBook Air từ năm 2010 đến bây giờ không hề thay đổi. Và có một cái điều nữa các bạn không biết, đó là hiện nay kể cả một những chiếc MacBook Air phiên bản mới mà phiên bản 13 inch 2017, các bạn có tin được không, máy vẫn dùng CPU phiên bản mà từ Core i thế hệ thứ 5 Blackwell mà chưa hề sự nâng cấp lên vi xử lý thế hệ 7. Và đặc biệt cái màn hình của nó rất tệ, mà nó chỉ là màn hình HD. Độ phân giải của nó vẫn là 1440x900. Nói thực sự với các bạn thì nhìn một chiếc MacBook Air, nếu mà các bạn đang dùng một chiếc MacBook Pro Retina thì chắc chắn chúng ta không thể tin được là cái màn hình của nó bây giờ mà độ phân giải vẫn thấp như vậy. Và thứ hai nữa là cái trang bị của cái màn hình thì anh em đều biết là nó, các anh em mong mỏi gì? Nếu một cái màn hình thấp, nếu mà mắc một chiếc MacBook Air mà trang bị màn hình Retina thì sao? Thứ nhất là nó trang bị màn hình Retina thì nó sẽ phù hợp với các chuẩn định dạng video mới bây giờ, chẳng hạn như 3K này, 4K, nói chung những cái định dạng siêu LED chúng ta xem trên một cái màn hình MacBook Air thì có lẽ là một điều tuyệt vời. Và thứ hai nữa là chắc chắn chiếc MacBook Air phải nâng cấp vi xử lý chip làm sao nó mới hơn một chút. Chứ còn bây giờ mà các ông bán cái máy như là, nói thẳng với các bạn, 19 20 triệu mà vẫn sử dụng vi xử lý thế hệ thứ 5 cũ kỹ. Mặc dù là vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của bạn được, nhưng nếu mà nói về công nghệ thì mình cảm thấy hơi thất vọng. Với thiết kế ai những gì 8 năm trời không thay đổi, vẫn một cái màu truyền thống như này. Nói thực sự thì có thể là Apple đã mắt phiên bản mới chẳng hạn như là chiếc Lumax nó thay thế hoàn toàn MacBook Air, nhưng Lumax thì anh em đã biết là quá đắt đỏ và cũng không thể là giá rẻ như này. Còn nếu như một chiếc MacBook Air mà được trang bị mỏng như này và có thể là tùy biến là bàn phím nó khác đi một chút này, touchpad giống như chiếc MacBook Pro chẳng hạn, thì có bản màn hình Retina và trang bị cấu hình mới hơn thì mình nghĩ chắc chắn chiếc MacBook này bán rất chạy. Còn nếu như năm nay, nếu mà năm 2018 mà chiếc MacBook Air không thay đổi thì bản thân của mình là người bán hàng, mình nói thực sự là mình sẽ loại trừ và mình sẽ không giới thiệu đến khách hàng. Bởi vì số tiền khách hàng bỏ ra là quá lớn và sử dụng một cái máy đời cũ và thiết kế nhiều năm không đổi với mình là lãng phí tiền bạc. Chúng ta sẽ chọn một giải pháp khác, nó sẽ tối ưu hơn. Cuối cùng đó là cái tùy chọn màu. Nhưng em đã biết hiện nay MacBook thì chỉ có, ví dụ MacBook Pro thì nó chỉ có hai màu, đó là màu Silver và màu Gray. Thì anh em có thể thấy đây là màu Gray này. Silver thì màu trắng gần giống như MacBook Air này. Nếu mình nghĩ các phiên bản mới mà có thêm tùy chọn chẳng hạn như Raw Gold này, hoặc là Gold này, hoặc có thể thêm những cái màu khác, thì thương hiệu máy khác, thì có nghĩa mình nghĩ thì chiếc MacBook có lẽ là hoàn hảo luôn. Bởi vì hai cái màu này thì vẫn là quá ít. Còn Apple thì mình thấy hiện lâu hình như chưa thấy chiếc MacBook là có màu đỏ chẳng hạn, màu đỏ giống như điện thoại iPhone chẳng hạn. Nếu mà thêm một tùy chọn màu đỏ nữa thì có lẽ là tuyệt vời. Và bản thân mình chắc chắn là người chọn đầu tiên một chiếc MacBook màu đỏ. Điều mình chém gió vui với mọi người đó là rất nhiều bạn phản hồi táo bây giờ đã chết. Thực ra đây cũng chỉ là câu nói đùa thôi. Thì anh em đã biết là cái logo quả táo này rất nhiều năm phiên bản mà anh em dùng từ ngày xưa rồi, nhận diện thương hiệu rất mạnh. Thực ra chúng ta dùng MacBook này, nếu mà trong bóng tối ấy, mà táo nó không sáng thì chúng ta không nhìn mà cũng không biết được cái máy gì. Còn nếu như kể trong bóng tối mà cái táo đằng sau nó sáng thì nhận diện của nó lên. Với mình thì chắc chắn có nghĩa là mình thích táo sáng hơn táo chết như này. Còn táo bây giờ là táo Chrome thôi, nó sẽ không sáng như những cái phiên bản cũ. Nhưng nếu mà phiên bản năm 2018 mà làm được táo sáng nữa hoặc là sáng nhiều màu hơn thì mình nghĩ chắc chắn nó là một cái đặc điểm rất nổi bật trên phiên bản MacBook mới năm 2018. Còn đây thì nói thực sự với các bạn, đây chỉ là những kiến thức mình chém vui và cũng có thể là tiên đoán của mình thôi. Còn mọi thông tin của Apple đến bây giờ vẫn giữ kín, không ai biết cái phiên bản MacBook năm 2018 có ra hay không, hay là đến năm 2019 mới ra. Còn đây là chỉ là những cái tiên đoán vui của mình. Còn nếu mà anh em có những cái tiên đoán gì hoặc có những cái mong mỏi gì thì anh em cứ vô lòng comment bên dưới chém thật mạnh nào cho Apple họ thấy. Còn người Việt Nam chúng ta dùng cái gì, đồ Apple thì cũng anh em đều biết là rất là sành điệu. Còn chỉ 10 năm trước anh em không biết cái máy táo ở cái đất Việt Nam là nhà gì. Còn hiện nay anh em đi đâu cũng thấy điện thoại iPhone rồi, máy tính bảng iPad, MacBook. Ở đâu cũng thấy, có nghĩa là cái sự xuất hiện của họ đã quá là thành công tại thị trường Việt Nam. Đấy, chương trình chén gió của mình vui đến đây là kết thúc. Anh em có những câu hỏi gì hoặc những cái gì không biết về công nghệ, cứ vui lòng comment bên dưới. Mình sẽ tổng hợp, biên tập và quay những cái video trả lời cho anh em như này. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.